tới ngồi quý vị đến với Chuyện phố phường thứ hai. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thưa quý vị, hôm nay là thứ hai, sinh nhật của chị Lan là thứ sáu. Chúng tôi luôn rất là xin lỗi là quý vị biết không, đáng lẽ là hôm nay đó chúng tôi luôn đi lấy bánh cho chị Lan, nghỉ trong đầu rồi. Bánh xe phải không? Không phải, nhưng mà tự dị sáng đó chị Hạnh Vũ, chị hôm qua chị đã nhắn tặng là cho chị Lan là mấy chục cái hộp chè luôn. Chè sơ nước với chè đậu trắng, chị thấy ngoài không? Rồi hộp nước dừa, em phải lo đinh đó, em đi ra mall mua đồ ăn rồi. Mua xôi gà xôi gà cho anh chị em ăn nữa, xôi mặn đó. Rồi xong cái lần quần mà coi như là đâu có đâu, ở trong trên đây gọi ra nó sao giờ này chưa tới. Em bằng bèn phải đi, nhưng mà thôi chị Lan bữa nay có chè xôi là đủ rồi. Xôi chè ha, quá trời xôi chè rồi chuối nữa. Chị nhận tấm lòng của Hạnh Vũ, chị cảm ơn Hạnh Vũ rất nhiều nha cưng. Happy sinh nhật chị Lan đó. Bà sáng nay các em lấy xôi nè ha, cái thân hoàng hương, hoành hoàng hương, xôi hoàng hương đó, thấy là coi như là tặng cho chị Lan hai cái bánh chuối chiên nè. Rất là đã nha, hai bánh chuối chiên mà rất là đã nè. Thank rất là đẹp you. Luôn. Thank you, Tân Hoàng Hương nha. Đó, chuối chiên rất là ngon nha. Quá trời. Trời ơi, mở để nó làm ngon. Hấp dẫn quá, giòn rụm đó. Ngon lành luôn, chuối chiên. Dạ, chuối chiên này hấp dẫn. Còn còn riêng chuối tươi đó, chúng tôi luôn trồng ở ngôi nhà cũ đó thưa quý vị, được một mấy buồng chuối luôn. Nhưng mà chủ cũ họ là người, bây giờ cái người mà quản lý đó không ăn chuối nên họ đem chuối đó họ đem tặng mình lại. Nên thứ tư này em sẽ đem chuối chín vô cho hai chị ăn. Chị cũng cảm ơn em phải vú, em phải vú chín rồi. Cảm ơn em Mỹ Linh, bữa nay tặng chị hai cái áo đầm. Có chi chị. Cảm ơn Lu đã tặng chị một hộp ăn ngu hoàng cung. Tưởng Lu quên nhắc là cái chuyện cái chuyện. Để cho mình khỏe mà làm việc mình phục vụ cho Tân cứ Quỳnh chứ cũng đâu có tốt lành gì đâu. Tưởng là quên rồi chứ. Quý vị có ơi. Đồ hết à. Đâu, để em kể chị mấy chị tin vui thứ hai nè. Là hồi sáng em cũng đọc một cái tin ở trên Google đó, đền xin có một cái tờ báo đó nên nói về Quang Lê. Nhưng mà vô em đọc sao trong đó toàn là nói là nó kể là Quang Lê kể một cái sóng viên kể về cái show Chuyện phố phường của mình với Quang Lê vừa rồi. Kể chi tiết trong đó là Quang Lê là gì đại khái, nhưng mà họ đặt một cái tiêu đề rất là tội nghiệp, đó là Quang Lê từ giả gì Quang Lê quên đi, đại khái là Quang Lê bỏ lại hào quang ngôi sao để đi dẫn đoàn đi du lịch. Đi du lịch sao? Làm hướng dẫn viên du lịch. Rồi trong đó họ kể là nó coi trên Chuyện phố phường Quang Lê nói này Quang Lê nói kia, rồi em nói này em nói kia, rồi này kia đó. Đại khái là cái chương trình của mình được đăng lên báo Việt Nam đàng hoàng đó. Ủa vậy hả? Báo Việt Nam chứ báo đây. Vậy đó hả? Chị không biết đâu à. Đó có nghĩa là đăng một cái tin mà đăng lên tin rất là khủng khiếp, Quang Lê coi như là từ giả hào quang, coi như là ngôi sao quên đi một phân phận, quên đi một ngôi sao để đi làm hướng dẫn viên du lịch. cái chốc nó tiền nhiều lắm quý vị, đừng có thương nó. Ồ, nó là chủ đó quý vị ơi. Nó chủ đó, nó dẫn đi, nó biết bao nhiêu tiền đó quý vị ơi. Em muốn nó về đó bao anh em chịu phố phường ăn nữa đó. Bữa là coi như là lên show là đãi hết anh em trong đây, mỗi người một ly nước, cà phê, cà pháo, rồi trà sữa này kia đủ. Mà lần nào nó lên nó cũng đãi cà phê. Vậy hả? Em không, bữa đó lần đầu tiên em mới được đãi đó chị. Lần trước nó cũng hỏi chị nhưng mà tại chị không uống. Nó hỏi hoài à, lần nào nó cũng không, hỏi. Bữa hỏi nhớ không? Hôm bữa hỏi. Không chịu uống đâu. Giống như là bị ai đòi nợ. Đang cười vậy đó, đang cười cái chị hỏi qua lên chị uống cà phê. Không uống đâu, muốn đâu. Mà mặt nhắn. Hôm nay nhiều chuyện chút xíu nè thưa quý vị biết không, vừa qua đó là ông thầy Thích Minh Tuệ đó bị bắt cóc nha quý vị, bắt cóc đi trong giữa đêm. Phải người ta nói tin. Là ông tự nguyện nô bắt cóc, tự vì em có một cái nguồn tin người ta gửi, nhưng mà bởi vì đó chỉ là nguồn tin mà người ta gửi riêng cho em, em không có đăng lên Facebook này kia được. Nhưng mà cái đó là một đứa em của em, nó kể là bạn của nó đó là đêm ở đó ở Hà Nội được nhiệm vụ là lái một chiếc trực thăng đặc biệt để đi một phi vụ đặc biệt đó trong đêm hôm đó đó. Ghê quá vậy. Rồi đó trực thăng đó sáng 6 giờ sáng là đã bay trở về Hà Nội ngồi ăn sáng lại ở Hà Nội rồi, nhưng mà cái người đó họ không có kể, nhưng mà đại khái là thằng em nó cho biết là cái đêm đó là đưa ổng về ngay Đắk Lắk luôn, đưa thầy Thích Minh Tuệ về ngay người Đắk Lắk. Người ta cũng nói Gia Lai Đắk Lắk nói là đưa ổng về mà bây giờ giấu ổng á, quay phim quay đồ ổng đâu ở nhà chứ thực sự không có, giấu ổng không ai tìm được hết đó. Mới hồi sáng này chị được tin là coi như là ổng đã đi ra ngoài nhưng mà có người theo canh và coi như là
dân chúng đồ không có được đi ra ngoài. À hả, nhưng mình chưa biết mình vậy đó. Mà cái quý vị, không, cái câu chuyện đó không có, mình chưa biết thực hư như thế nào, mà nói chung đó, ổng là một người đang được kính trọng, đang được gọi như là đang được ngưỡng mộ, chứ không phải là kính trọng hàng triệu triệu người ngưỡng mộ. Người ta cũng có kính trọng nhiều lắm nha. Mà người mà làm ổng như vậy đó là coi như làm thế gì đó là một tài nguyên của Việt Nam đó. Em nghĩ ổng là một tài nguyên của Việt Nam, có nghĩa là để hãnh diện với cái chỗ này, hãnh diện với cái kia, lên trên phương tiện truyền thông, cả thế giới sẽ ngưỡng mộ ổng giống như là mẹ. Ta nói là vật báo, ai đi nói tài nguyên. Hả? Vật, làm như đất, một tài nguyên, một tài nguyên của quốc gia, một vật báo. Nhưng mà điều họ làm như vậy có nghĩa là nhìn nó, cái cách của kỳ họ đó, cái cách của họ ngăn chặn đó thì nó kỳ lắm. Kỳ, nó kỳ. Và quý vị biết không, cái tin mà chúng tôi luôn muốn nói tới đó là ngay cái đêm đó đó nha, sau đêm đó đó là ở Hà Nội đó, 70.200 cái cú sấm sét dội xuống Hà Nội trong 3 tiếng đồng hồ, mà 7.000 cú đánh thẳng xuống đất. Quý vị thấy không, đây là một cái tin là thật sự luôn đó, hơn 7.000 cú sấm sét và hơn 10.200 mà 7.000 cú là đánh xuống đất trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Quý vị tưởng tượng đó, nó còn hơn đốt pháo bông luôn, mấy người ở ngoài Hà Nội nói là hơn đốt pháo bông luôn, nghĩa là bầu trời văng đầy hết, mà đã đánh xuống vào 3 tiếng đồng hồ, mà đánh 10.000 mấy trăm cú sấm sét xuống. Bởi nhiều người họ nói đó là có nhiều giống như là có một cái điềm gì đó, mình không biết điềm gì. Nhưng mà thôi, tại vì cái đó nó thôi, thôi mình, nó bày bổng của mình không biết. Bình an thôi. Chỉ mong cho thầy được bình an thôi chứ không có mong gì. Trời ơi, biết bao nhiêu là bài hát mà mọi người lớp sáng tác, lớp thì đặt lời, đặt thơ, vẽ tranh vậy rồi. Nhưng mà đó, trên Facebook nó bán những bộ quần áo của ông, một của thầy đó, mà không biết cái công ty nào nó ra lẹ, dễ sợ luôn. Nó ra quần, ra áo, ra đồ ra lẹ mà nó để lên, mà em thấy mấy chục ngàn share, mấy chục ngàn view luôn. Không biết sao mấy người nó nhanh quá ha. Nhưng mà thua chị Trang Thanh Lan, chị Trang Thanh Lan là mặt trước luôn á. Đầu tiên luôn. Thứ sáu này chị sẽ mặc một cái nè. Cái áo của chị đó, đâu rồi? Áo gì? Áo mà giống... áo caro hôm bữa. Áo caro hôm bữa đó. Caro gì? Caro giống thầy Minh Tuệ đó. À. Ngồi đó không biết gì đó. Cái áo đó chị mua bên Thái Lan á, tự nhiên trùng hợp dễ sợ luôn. Ngồi đó không biết gì luôn. Đơ dễ sợ luôn. Thôi chị Linh vô tin đi chị Linh. Em cũng có mấy cái giống áo của thầy lắm. Màu mè tùm lum tà la. Ở đây người ta ở Washington DC đó quý vị, nó có một cái loại bánh bao mà nhân cà ri gà theo kiểu của Thái đó, thì ở trong cái công bố cái thành phần á, nó không có đúng, và các cái chất dị ứng ở trong đó đó, chứ không phải là không đúng gì hết, không đúng các chất dị ứng trong đó, nó có mè nè, nó có đậu phộng nè, mà hai cái chất đó là hai cái chất mà giống như là dễ gây dị ứng cho người ta bị rất là nhiều những cái đó. Thành ra bây giờ chắc phải thu hồi là, này chị thấy là cái Washington, ở bánh, gì, Washington gì bánh bao nhân thịt gà theo kiểu Thái. Tức là em nghĩ là chắc là cái đó là nó bán trong những cái hộp đông lạnh đó. Em hiểu, em nghĩ là vậy đó. Thì mà điều nó có mè, có độ phộng, thành ra là người ta khám phá ra cái đó là người thấy ở ngoài nó không ghi cái thành phần đó vô. Thì ra có thịt gà. Thịt gà. Ngồi. Nhưng mà điều có mè với độ phộng là quan trọng nhất, là hai cái đó dễ gây dị ứng cho những cái người mà dị ứng độ phộng. Người Việt Nam mình làm bánh bao đâu có bỏ mè với độ phộng ở trong đó đâu. Không phải chị, cái này theo kiểu Thái. Kiểu Thái đó. Chắc là của Thái. Ăn kiểu Việt Nam chắc ăn. Em ăn kiểu Việt Nam là chắc ăn nhất, nhưng mà bánh bao thực sự là của đúng của Tàu ngon lắm. Đúng rồi. Tàu họ làm ngon nhất. Đúng rồi. Họ làm sao bởi rất là ngon mà thơm mà ăn coi như tại vì nhỏ ăn nuốt không mắc nghẹn á. Từ nhỏ tới lớn mình ăn cái kiểu đó, chị biết không? Mình ra mình quen. Tại sao bánh bao Việt Nam hồi xưa mình ăn không bị mắc nghẹn ha? Tại bột nhiều quá. Không phải, cái bột Việt Nam hồi xưa ít mắc nghẹn lắm á. Em thấy ngồi xé bột ăn ngon lắm. Ừ, em tại bột nhiều quá cũng như nhỏ xíu ở Việt Nam mà đâu, thịt mắc. Xưa đâu có đâu. Ở bên này thì bột mỏng tem mà cũng như mà mắc nghẹn, ăn mắc nghẹn. Không, ý Lưu mắc nói là do Nam ăn. Ý Lưu nói là coi như là cái bột đó đó, nó bây giờ mình ăn ở bên này mình dễ bị nghẹn, xong rồi còn ở Việt Nam hồi xưa mình ăn á. Chị Linh ơi, chị Linh, nói chị Linh nghe nè. Vụ gì? Người ta ăn sinh nhật mấy ngày nay liên tục luôn, ăn uống đờ đẫn coi như vô đây bữa nay bị đơ. Nói cái gì cũng không hiểu rồi đó. Phải không? Quá đã rồi. Em chúc mừng chị, đầu óc nó bắt đầu đơ rồi, coi như là ngồi coi như là mơ mơ màng màng. Mệt quá. Không mà chỉ còn tiếp tục nữa, chưa ngưng lại. Ăn sinh nhật một ngày từ ngày này qua ngày khác, từ ngày qua ngày khác.
còn ăn xong tháng này là đừ luôn đó. Còn còn khoảng chừng 5-6 người nữa chưa. Đó kiểu, thấy chưa, chưa? Ăn riết ngu. Ăn xong lú. Ăn riết lú. Quý vị ơi, mấy cái rạp chiếu phim ở Hoa Kỳ kỳ này họ tìm cách đó, tại vì vắng khách đó thưa quý vị, nên họ tìm cách họ tăng thêm doanh thu. Bởi vì bây giờ người kéo người ta tới rạp cine rất là khó, và rạp phải cải tiến đủ thứ hết. Và kỳ này quý vị biết là sẽ cải tiến cái gì mà trong mùa hè này, quý vị biết là họ sẽ làm gì không? Đó là sẽ chiếu các chương trình Olympic trực tiếp luôn tại Paris, Thế vận hội hè Paris. Tất cả các rạp phim ở khắp Hoa Kỳ sẽ chiếu. Và nếu mà chúng ta thay vì vô ngồi quán cà phê canh giờ canh gì thì chúng ta có thể đến rạp xem nó rất là thoải mái. Mua vé. Vô xem mua vé qua màn ảnh rộng, vô xem những cái trận đấu mình ưa thích, những cái trận thi đấu này kia. Và đó là một cái tin mới cho biết như vậy thưa quý vị. Và quý vị nhớ nhé, Thế vận hội sắp sửa tới rồi, bắt đầu từ ngày 26 tháng 7 tới đây đó, là hơn 150 rạp ở IMAX sẽ chiếu trực tiếp lễ khai mạc Thế vận hội. Đó, trực tiếp lễ khai mạc là sẽ được chiếu đó. Rồi 160 rạp phim của AMC, ngày hôm sau là 160 rạp phim của AMC sẽ chiếu trực tiếp nhiều sự kiện thể thao từ đài NBC. Từ đó cho đến khi Thế vận hội kết thúc vào ngày 11 tháng 8. Dĩ nhiên đó thưa quý vị, là đa phần là chiếu những cái vận động viên của Hoa Kỳ đang thi đấu. Và những vận động viên mà được huy chương vàng đó, bắt đầu thi đấu được huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng thì họ sẽ chiếu mấy cái đó. Còn thí dụ như nhiều quốc gia khác thì phải đặc biệt lắm họ mới chiếu, chứ không thì họ ít chiếu lắm. Và chúng ta cũng sẽ coi rất là đã luôn thưa quý vị. Chị Lan, cái chuyện chị Lan. Chuyện là trong nhà thương điên nha. Cái thằng điên ấy, nó nói với bác sĩ giám đốc á, bác sĩ ơi, bác sĩ cho tôi xin một cây búa với một cây đinh 5 phân đi. Hỏi chi vậy? Tự nhiên mày xin búa đinh gì vậy? Tôi đi trả thù. Hỏi mày trả thù ai? Tôi trả thù thằng thợ tóc á. Tại sao mày trả thù nó? Tại vì mỗi lần nó cắt tôi thấy nào nó cũng làm tôi chảy máu, rách da đầu tôi làm tôi chảy máu à. Rồi giờ mày lấy đinh để làm chi, lấy búa làm chi? Tôi thiệt bác sĩ hả, tôi đóng vô trong đầu tôi chừa chút xíu vậy thôi nè, để cho nó cắt kéo, nó gãy kéo cho nó chết nó hết. Đúng là điên thiệt. Và thưa quý vị, bây giờ là bắt đầu tới giờ phát thanh phương thương mại. Chúng tôi luôn biết rằng quý vị đã complain rất là nhiều vì quảng cáo ở đây bây giờ quá nhiều. Thưa quý vị, sở dĩ là nhiều như vậy là bởi vì chương trình này nó hot lắm, nên tất cả các thương vụ vào đây đều thành công hết. Nên quý vị phải thông cảm là nhà đài thì đang khó khăn, lúc này rất là khó khăn. Quý vị biết là mọi nơi, mọi đài truyền hình ở đây đều khó khăn, nên chúng tôi phải cố gắng mang lên thêm cái thu nhập về cho đài. Tất cả những cái khoản này không phải là cho chị Trang Thanh Lan hay cho chúng tôi luôn hay cho Mỹ Linh, mà cho Việt Face TV. Mong quý vị thông cảm để chương trình chúng tôi sống được tiếp tục. Và quý vị thấy trong quảng cáo, chúng tôi luôn và chị Lan cùng chị Linh cũng sẽ cố gắng giễu cợt cho vui, để cho nói chuyện, để cho quý vị thoải mái, chứ không có quảng cáo mà để như bình thường để quý vị nhàm chán. Nhưng mà Trang Thanh Lan thấy là những cái loại thuốc, những sản phẩm của chung tử lưu thì với là Việt Phi, quý vị giàu muốn giàu không, giàu ít giàu nhiều, trong người chúng ta người nào cũng phải có một cái bệnh gì đó. Cho nên là nếu mà quý vị thấy một cái thuốc nào mà hợp với mình, hoặc là mình muốn chữa trị cái bệnh của mình thử, thì quý vị cứ vào thử. Tại Trang Thanh Lan thấy là những cái loại thuốc mà Trang Thanh Lan đã uống đã dùng thì Trang Thanh Lan thấy phải của em không chị, của nhiều công ty khác nữa, của đồ ăn rồi nhà hàng vân vân, các dịch vụ vân vân. Tại vì mình cũng thử rất là nhiều loại mà, trong đó mà. Và bây giờ mở đầu là Trung tâm Thúy Nga với sản phẩm Sugoi Fucoidan đã bán trên thị trường rất là nhiều năm và cũng đã được nhiều quý vị ủng hộ. Với hàm lượng Fucoidan cao nhất hiện nay là 250mg. Đặc biệt là Sugoidan tăng cường thêm tính chất của nấm shiitake và tính chất nấm linh chi từ Nhật Bản, tăng cường sức khỏe và hệ thống miễn dịch trong cơ thể, chống lại sự lão hóa, tăng cường tuổi thọ, tăng cường chức năng gan thận, quân bình áp huyết, đặc biệt giúp ngăn ngừa ung thư và phòng chống ung bướu. Có hai dạng nước và dạng viên, 250 đồng một. Fucoidan này nó giúp cho quý vị ngăn chặn di căn rất là tốt, và giúp cho những người bị bệnh máu đông đó, chống máu không đông, chống máu đông chứ. Và sản phẩm thứ hai là Okinawa Corella Real Nhật Bản Okinawa, công dụng là cung cấp chất xanh và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, giúp tẩy độc gan thận và máu, giúp đào thải các độc tố kim loại thủy ngân ra khỏi cơ thể, giúp thúc đẩy trẻ hóa tế bào da, làm sáng da, tăng cường hệ thống miễn nhiễm. Một ngày uống 10-15 viên, 30 đồng một hộp thưa quý vị. Quý vị có thể liên lạc thuyengashop.com hoặc là vào trang số điện thoại 7148945811. Có nhiều sản phẩm nữa đang chờ đợi quý vị trong trang web của Trung tâm Thúy Nga Paris by Night. Tiếp theo là công ty Dream G James Arizona với hai sản phẩm quen thuộc chúng tôi giới thiệu mỗi ngày, đó là Masonite Arizona. Thưa quý vị, Masonite Arizona là một loại rất là đặc biệt của đặc sản của Arizona.
cứng như kim cương và có thể chạm khắc đến 340 cái giá khớp bằng 3D, nên cho giúp cho viên ngọc sáng rỡ và chỉ có 500 đồng một carat, 1.200 carat, 2.400 carat, 4.800 carat, nhưng nó sẽ được bảo hiểm trọn đời và quý vị mua một viên được tặng thêm một viên A5 hoặc là nhiều viên A5 để tổng với số carat mà quý vị đang có. Thưa quý vị, đó là Masonite Arizona đang có chương trình đặc biệt lắm quý vị. Nếu mà mua những chiếc nhẫn hộp xoàn nè, những chiếc nhẫn vàng 18 carat mà có đính những cái viên Masonite Arizona sẵn đẹp tuyệt vời và kiểu dáng Italia, chỉ từ 2.500 trở lên là đã tính vàng, tính hộp, tính tất cả mọi thứ, thì quý vị lại được tặng thêm một viên 1 hoặc 2 carat kim cương láp. Thưa quý vị, kim cương láp là kim cương thật nhé, nhưng mà làm trong phòng thí nghiệm. Bây giờ chúng ta sẽ trở qua cái kim cương láp trong cái chương trình đặc biệt mà quý vị thấy nè. Thưa quý vị, chúng tôi nhận được một cái tin mới, đó là tất cả kim cương láp tại Tân Tú Quỳnh hay là tại của công ty của DMG James đều bị thu hồi lại hết. Thưa quý vị, để làm gì? Bắt buộc công ty bắt buộc phải đi giám định với GIA lại một lần nữa, phải đi giám định lại GIA là một nữa, là bởi vì bên ngoài bây giờ có rất là nhiều cái kim cương nhân tạo không có đủ chất lượng và rất là kém, thưa quý vị. Và bởi vì nhiều nơi họ đã, nhất là bên các quốc gia kém phát triển đó, họ cũng đã bắt đầu họ tấn công vào cái lĩnh vực này và họ làm những cái loại rất là kém chất lượng. Nên bây giờ đó, các công ty đó, công ty để được bảo hiểm trọn đời cái viên ngọc, cái viên kim cương mà quý vị mua, tức là công ty DMG James đã phải đưa vào hết cho công ty GIA để kiểm định lại những viên kim cương hộp xoàn láp đó, thưa quý vị. Hộp xoàn láp là làm trong phòng thí nghiệm nên nó không có tốn máu và nước mắt của công nhân, nên nó rất là rẻ, rẻ hơn 10 lần của kim cương tự nhiên, nhưng nó vẫn đẹp như vậy, vẫn sáng, vẫn có, không có than, không có bọt nhiều. Cái ưu điểm của nó không than không bọt, nhưng thử viết nó vẫn là kim cương, và đặc biệt là nó vẫn có GIA kiểm định, IGI kiểm định, và với những cái nước DEF, VS1, VS2. Thưa quý vị có thể gọi cho DMG James với số điện thoại đang hiện trên màn ảnh để quý vị có thể liên lạc, hoặc vào trang YouTube DMG James YouTube Official, quý vị đã biết rất là nhiều. Để vào đó quý vị có thể xem, có thể thêm những chương trình tặng quà xối xả, và quý vị có thể đến với Tân Tú Quỳnh của chúng tôi, có một cái station của DMG James đặt ngay tại đây để quý vị có thể đến xem. Và tháng 12 là có thêm, tháng 10 trở đi thì có thêm một cái station nữa ở khu vực Anaheim để quý vị có thể, khu vực đó có thể đến xem và mua Masonite Arizona hoặc là Diamond Lab, nhưng không có để nhẫn, thưa quý vị. Chị Mỹ Linh, chị Lan. Trang Thanh Lan xin giới thiệu công ty xuất nhập cảng Thê Lê Yến vẫn đặc biệt giảm giá trong mùa lễ. Yến trắng 5 chữ A 250g, hiệu Sống Vui, giá thường là 720 đồng, hôm nay sale còn 540, tặng đường phèn, xăm và một gói táo đỏ. Nếu quý vị mua 5 hộp thì mỗi hộp chỉ còn 520 đồng, 5 phần quà tặng và một nồi điện để chiên yến. Nếu quý vị mua 10 hộp thì mỗi hộp chỉ có 510 đồng, vẫn có 10 phần quà tặng và tặng 2 nồi điện để chiên yến. Đặt hàng xin gọi 714-418-9788, 714-418-9788 hoặc vào website thelyyến.com. Thưa quý vị, đến đây là chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một cái tour du lịch đặc biệt của nam ca sĩ Quang Lê đã quên đi ánh hào quang để trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Thưa quý vị, quý vị nếu muốn đi chơi nha, có hai cái tour cho quý vị nè. Tour đầu tiên là tour Singapore Hàn Quốc sẽ được tổ chức vào ngày tháng 7 này tới đây, vào ngày 17 tháng 7 cho đến 29 tháng 7 năm 2024. Quang Lê và Hà Thanh Xuân, luôn Hà Thanh Xuân cũng quên đi thân phận ngôi sao của mình để đi làm hướng dẫn viên du lịch luôn. Và quý vị nhớ rằng quý vị sẽ được ngồi trò chuyện với Quang Lê bao nhiêu tiếng đồng hồ trong một cái suốt chuyến đi dài như vậy, rất là vui vẻ. Và quý vị sẽ đi thăm Singapore cũng như Hàn Quốc với một cái lịch trình 11 ngày hai đảo quốc. Và quý vị cũng được xem live show Quang Lê tại Seoul, Hàn Quốc. Và quý vị nhớ rằng ở đây ở khách sạn 4 năm sao và ăn ở rất là thoải mái, thưa quý vị. Và quý vị sẽ tham quan và thưởng thức các loại hải sản tươi sống ở hai đảo quốc, cũng ở nhờ chợ hải sản, còn nhiều điều thú vị khác ở hai quốc gia nữa. Quý vị có thể book hotline booking với hai số phone đang hiện trên màn ảnh: Quang Lê 714-299-6687 và Miss Thảo 714-749-7896. Quý vị book ngay nhé, để chúng ta có thể đi du lịch một những cái tuyến tour rất là, nhất là những fan của Quang Lê. Tour du lịch thứ hai là tour du lịch Đài Loan và Thái Lan, để quý vị đến Đài Loan được mệnh danh là con rồng châu Á và Thái Lan được xem là thiên đường du lịch xứ sở chùa vàng.
Và quý vị cùng hãy cùng với Quang Lê Company LCC trải nghiệm tour du lịch Đài Loan Thái Lan từ ngày 21 tháng 8 năm 2024 đến 2 tháng 9. Cùng đi với Quang Lê sẽ là nữ ca sĩ Bolero rất là nổi tiếng ở Việt Nam hiện nay, đó là nữ ca sĩ Tố My. Live show Quang Lê Tố My cũng sẽ được tổ chức tại Đài Trung Đài Bắc để cho quý vị xem vào tối 25 tháng 8 năm 2024. Hành trình 11 ngày 10 đêm ở các quốc gia Mỹ, Đài Bắc, Nam Đảo, Đài Trung, Đài Nam, Cao Hùng, Bangkok, Pattaya, Bangkok và Hoa Kỳ. Khách sạn ở tiêu chuẩn 4 và 5 sao và các hướng dẫn viên vui vẻ với Quang Lê và Thố My và còn nhiều nhân viên khác nữa. Khởi hành vào ngày 21 tháng 8 và mong quý vị gọi hai số phone trên để book. Quý vị nhớ nhé, những số phone đang hiện trên màn ảnh. Bây giờ chúng tôi luôn xin giới thiệu đến quý vị công ty MV Heart. Công ty MV Heart xin giới thiệu đến quý vị một cái sản phẩm gọi là trước hết chúng tôi sẽ nói về cái White Skin Haki Haki thưa quý vị. White Skin Haki Haki đó, nó đặc biệt nó giúp cho quý vị trắng da. Ngày hôm nay chúng tôi luôn có những người khách đã order cái này bởi vì nó giúp cho trắng da tuyệt vời luôn. Đây là một cái sản phẩm rất là nổi tiếng của bên New York thưa quý vị, và với giá 150 đồng 100 viên và đang có chương trình mùa Father Day mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1. Nó sẽ giúp cho quý vị làn da trắng sáng ra mỗi ngày trắng sáng ra, và nó giúp cho quý vị đặc biệt nữa là nó lọc gan và lọc phổi, sẽ giúp cho quý vị đẹp ra mà còn có sức khỏe, đồng thời nó giúp chống viêm và để giúp cho những người phụ nữ mà bị nhăn bụng đó, quý vị có thể uống sau khi sanh đó, uống để cho giãn da ra. Những cái loại thuốc trắng da thường thường nó có những kết quả rất là đặc biệt. Sản phẩm thứ hai của họ sẽ được giới thiệu thưa quý vị, đó là NMN. NMN là quý vị bắt đầu đã quen thuộc rồi, quý vị sẽ từ từ thấy cái dịch cái loại dược thảo NMN này nó sẽ có từ ở trong Fucodan NNN, rồi Đông trùng hạ thảo có NMN. Vậy thưa quý vị, NNN là cái gì mà có thể giúp cho quý vị rất là nhiều như vậy? Người ta lại lợi dụng nó để xài rất là nhiều thứ như vậy thưa quý vị. NMN là một sản phẩm đặc biệt, nó giúp cho quý vị phá vỡ các cấu trúc tế bào thông thường trong cơ thể của chúng ta, để giúp cho quý vị đầu tiên là kéo dài tuổi thọ, sống khỏe hơn, thọ hơn, không bị lão hóa sớm, tăng cường trí nhớ minh mẫn hơn, giúp phụ nữ xinh đẹp dài lâu, nam giới tràn đầy sinh lực, giúp những người bị tiểu đường, cao máu, cao mỡ, đau nhức xương khớp nhanh chóng phục hồi sức khỏe mỹ mãn, ngăn chặn nguy cơ tăng cân nhanh gây béo phì. Quý vị thấy có rất là nhiều cái tác dụng như vậy, nên NMN là một sản phẩm, một cái khám phá của Nhật Bản. Cái loại này của Nhật Bản như quý vị, trước đây là 700-800 đô một ngàn, 1.500 một chai, nhưng bây giờ công nghệ này bắt đầu đã thông dụng ra ngoài. Cái bằng sáng chế họ không giữ độc quyền mà họ bán cho nhiều công ty khác nhau, nên bây giờ chúng ta có thể tiếp cận được với giá chỉ có 120 đồng một hộp 60 viên, uống một tháng và mua 3 tặng 1. Quý vị ở nhà có các ông các bà thì nên mua cái NMN để chúng ta giúp cha mẹ chúng ta được sống thêm, chúng ta dài hơn, sống lâu hơn để ở bên con cháu. Quý vị có thể mua NMN của chúng tôi với số điện thoại đang hiện trên màn ảnh đó, là để quý vị để muốn làm đại lý đó thì quý vị có thể liên hệ với MV Heart 7147227909 để quý vị làm đại lý. Một sản phẩm nữa chúng tôi cũng xin được giới thiệu với quý vị, đó là một sản phẩm phải gọi là một sản phẩm nó Royal Collagen đó. Đây là một sản phẩm rất là đặc biệt, nó giúp cho tóc, nail và những gì thuộc là móng tay, móng chân, tóc, nail tốt, và nó còn giúp cho quý vị trẻ đẹp và giữ mãi tuổi thanh xuân ở tuổi 20. Nó còn giúp cho hết giảm nám, nám tàn nhang, những cái vết thâm tròn tròn trên mặt nữa quý vị với cái loại này. Và một loại nữa chúng tôi cũng xin giới thiệu đến quý vị, đó là một loại yến và bird nest, và gọi là bird nest là yến đó, và nhau thai cừu. Loại này dành cho các thai phụ rất là tốt, bởi vì cái tác dụng của cái yến đó và nhau thai cừu đó, nó giúp cho quý vị, nó không những chỉ cho phụ nữ đâu, cho những người nam dùng cũng có thể là vừa bổ phổi, vừa tái tạo những làn da, những tái tạo những cái nhiều chất trong cơ thể, các tế bào trong cơ thể nhiều lắm thưa quý vị. Và đây là một loại dược thảo vô cùng tốt, với giá chỉ có 100 đồng một hộp 100 viên thưa quý vị, và mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1. Còn White Skin Haki Haki hồi nãy là 150 đồng một hộp, và với cũng có chương trình mua 3 tặng 1 cho quý vị nhé. Mời quý vị nhớ liên lạc với số điện thoại đang hiện trên màn ảnh. Chúng tôi còn có thêm nhiều thứ lắm, như tất cả những loại Focodin của Nhật Bản chúng tôi cũng đang có ở công ty MV và ở tiệm Tân Tú Quỳnh. Quý vị có thể đến với Tân Tú Quỳnh để mua những sản phẩm này, chúng tôi gửi đi khắp nơi, và chúng tôi cũng có website tantuquynh.com. quý vị đã quen rồi đó, có thể vào website hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi. Ở đây cũng có đầy đủ mấy loại Focodin của công ty MV luôn.
Focodin với đồng trùng hạ thảo linh chi và Focodin Mekabu, những loại Focodin của Nhật Bản rất là đặc biệt, và Thúy Nga Paris Canada quý vị cũng có thể liên lạc. Bây giờ thì chúng tôi lưu giới thiệu đến quý vị tiếp tục một cơ sở thương mại nữa, đó là SK của Nhật Bản. Thưa quý vị, công ty SK Nhật Bản xin giới thiệu đến quý vị những sản phẩm về tóc. Và trước hết chúng tôi phải nói chương trình promotion trong tháng này. Trong mùa Friday chúng tôi có một chương trình promotion. Quý vị mua chỉ cần mua 2 món, 2-3 món gì đó mà với giá trên 150 Mỹ Kim của công ty SK thì quý vị sẽ được tặng một cái hộp, Food Mask Heal để giúp cho quý vị chống nóc, nứt chân, khô chân, lỡ gót chân, vân vân. Rất là tuyệt vời thưa quý vị. Quý vị sẽ được tặng cái hộp này nếu quý vị mua trên 150 đồng sản phẩm của SK. Sản phẩm của SK gồm có những thứ như là dầu gội đầu và shampoo đã về đầy đủ rồi thưa quý vị. Dầu gội đầu shampoo của SK rất là tốt, giúp cho chống gầu, chống rụng tóc, giúp cho tóc bóng, tóc mượt, tóc không bị gãy nhờ cái chất argan oil. Ngoài ra cái hair mask của họ cũng là một sản phẩm đặc biệt để giúp cho quý vị tóc mà khô như rôm, như rạ, bởi vì quý vị tẩy quá nhiều hoặc là nhuộm quá nhiều mà hư tóc. Quý vị dùng loại này vuốt lên trên tóc làm cái mask đó, thì một thời gian ngắn nó sẽ tóc quý vị sẽ bóng mượt trở lại. Đồng thời họ còn có một sản phẩm gọi là thuốc mọc tóc của họ là Hair Growth Serum, rất là tốt, sẽ giúp cho quý vị mọc tóc từ sau 4 tuần. Thưa quý vị, hai liều như thế này là quý vị sẽ mọc tóc. Quý vị phải dùng hai chai như thế này, mỗi chai dùng 2 tuần nha quý vị. Nên thường thường quý vị mua, chúng tôi không có bán một chai mà phải bán hai chai để cho quý vị mọc tóc lên. Đồng thời họ cũng có dầu gội đầu 3-in-1, quý vị cũng đã biết rồi, dầu nhuộm gội đầu 3-in-1 gồm có 5 màu khác nhau để quý vị có thể nhuộm và gội luôn, rất là tuyệt vời và dễ cách xài, rất là dễ dàng nữa. Cuối cùng chúng họ có một cái sản phẩm gọi là cái eye cream, một sản phẩm hot bây giờ rất là tốt thưa quý vị, có thể dùng để quý vị đánh tan hết những cái bọng mắt bị sưng ở dưới, hoặc là những con mắt thâm quầng phía trên hoặc phía dưới đuôi mắt là bị thâm quầng đó, chúng ta có, hoặc là những hai vết nhăn hai bên mắt. Đây là cái eye cream rất là tuyệt vời. Cuối cùng của họ là hai chai collagen, quý vị biết rồi, một chai là chống nắng, chống nám, chống nhăn, chống nhờn, và một chai là trị nám, trị đờm mồi, trị tàn nhang. Tất cả chúng tôi đều có tại SK, và quý vị có thể liên lạc với SK Company với số điện thoại hiện trên màn ảnh, và quý vị có thể, và cái số email như vậy để quý vị có thể liên lạc làm đại lý. Công ty đang cần rất là nhiều đại lý trên 50 tiểu bang với huê hồng cao. Đồng thời quý vị có thể đến với các khu chợ tại miền Nam California, nơi nào cũng có sản phẩm SK Envision, và đặc biệt là Tân Tú Quỳnh, chúng tôi sẽ đảm trách gửi đi khắp tiểu bang, khắp nơi trên thế giới cho quý vị với website tantuquynh.com hoặc là gọi số điện thoại cho chúng tôi 7146127309. Đây là một cái bản tin ở báo Việt Nam đăng quý vị, và nó cũng ở Phan Thiết đó quý vị. Cô này thì giấu tên, thì cổ là năm nay là 33 tuổi, thì lấy chồng từ năm 2014. Làm tưởng 14 tuổi đi lấy có ba đứa con nha quý vị. Thì sau khi bây giờ đó thì hai người quyết định ly hôn. Khi mà quyết định ly hôn rồi đó thì cái nhà gia đình chồng của cái cô này nè là coi như là, tại vì cái cô này đó quyết định ly hôn rồi nhưng mà vẫn ở bên đó để chăm sóc cho ba đứa con. Rồi xong cái gia đình chồng đó mới nhốt cô này lại, là bắt đầu bắt cô này làm giấy cam kết là giống như là dùng tà thuật để mà giống như bùa ngải cho cả gia đình chồng. Rồi coi như là tịch thu điện thoại cái gì của cổ hết, không có cho cổ liên lạc với ai hết trơn á. Rồi ăn cắp trộm tiền bạc và ngoại tình luôn nữa. Nghĩa là trong cái giấy cam kết đó cô này cũng phải viết như vậy đó. Rồi xong cái cả gia đình đó hả mới là nhốt cổ lại rồi đánh đập á chị. Nó gọi là tra tấn đó. Là cô này á, bác sĩ viết á, lúc mà khám á, cổ trốn ra được mấy tháng trời cổ bị nhốt, bị đánh vậy đó. Hai cô em chồng chỉ chồng cổ trốn được đó, cổ mới là bắt ăn phân luôn nữa. Trời. Ăn chất thải để trừ tà. Em đọc cái tin này mà em tức muốn chết đó. Rồi xong á, cái cô này cổ trốn ra đó hả, thì báo công an, gia đình về nhà mẹ ruột đó báo công an, mà coi như là cô này cũng bị rất là nhiều những cái vết thương tật này kia nọ đó, coi như là còn bị gãy, coi như là chấn thương cổ, chấn thương ngực, gãy ba sườn rồi kia nọ tùm lum hết trơn, đánh dữ lắm mới bị. Rồi sao chính quyền xử lý thì sao? Bắt rồi. Bắt mấy người. Bắt mấy người trong nhà chồng. Giàu muốn giàu không thì người ta đã sanh cho mình ba đứa con rồi. Nhưng mà cái cô này cô dở một cái là cổ sinh, cổ ly dị chồng rồi cổ lại ở nhà chồng để giữ ba đứa con. Quá ba đứa con. Nhưng mà thường thường ly dị là phải đi ra.
ly dị không có ngồi đúng trong rồi, nhà được. Nhiều khi thương con quá không thương mà con ra, quá giờ người ta ấy mà người ta đâu có biết được là nó cái chuyện nó sẽ như vậy. Ừ. Ai mà nghĩ em mà nghĩ là ở trong nhà mà đã gần gũi nhau bao nhiêu là chỉ cần tính tình đi qua đi lại thở một cái là biết là họ ác như thế nào, nhưng mà mình không nghĩ là họ tàn ác như mà vậy. Cái này họ nhốt lại, họ tịch thu điện thoại của này cũng không có làm gì được hết trơn á, bị nhốt gia đình lại. Này ác quá à. Bây giờ cứ nhốt hai bà kia lại cho bà ăn phân lại. Thì đúng cho rồi. Bà làm tất cả những cái thứ gì mà bà đã làm cho cái đập cô này đập gãy xương cổ lại đập cho chấn thương trở lại trên đời cái gì cũng có ha. Yeah. Ghê quá hả? Em nói thiệt thấy cái mấy cái kiểu này thấy ghê ghê sao á. Đó, sẵn luôn nói chuyện tin Việt Nam luôn nè, thì có một người đó, bốn người ở Nghệ An thưa quý vị cũng ở Việt Nam đã lừa bán bùa giữ vợ giữ chồng thu được tới 3.4 triệu Mỹ kim, dễ sợ trời, chưa? Bốn nghi can này á, ở Nghệ An đã đi tới bán bùa ngải qua mạng nha, mà thu được tới 3.4 triệu Mỹ kim lận đó. Theo báo Thanh Niên ở Sài Gòn cho biết đó, nghi can tên là Nguyễn Văn Kiên, 37 tuổi, ở Thái Hòa, Nghệ An, cầm đầu đường dây gồm vợ ông này, mẹ vợ và nghi can Lê Đình Quý, đó cũng là gia đình nha. Nghi can gồm có mẹ vợ và vợ nữa. 6 năm liền họ dùng nhiều số điện thoại và danh khoản Facebook, Zalo, Telegram để rao bán bùa ngải như bùa giữ người yêu, bùa giữ vợ, giữ chồng, bùa ghét, bùa nghe lời, bùa làm ăn. Rồi một lá bùa em ra giá hỏi chị đó. Một lá bùa là 9 triệu cho tới 10 triệu đồng, nó 11 triệu đồng lận, tức là mấy trăm đô một lá bùa như vậy á. Không mà em nói thiệt á, bên Việt Nam nó bị nhiều cái đó lắm. Chính em là hồi xưa lúc mà em về Việt Nam đó, cái em chơi đó thì có cái kiểu như là có người đó nó liên hệ với mình đó, nó nói là con của em bị những cái gì cái tai ương rồi này kia nọ dữ lắm, cho nên là bây giờ kiểu như là giải. Mà chị biết bao nhiêu tiền không? 130 triệu, mà cách đây là bao nhiêu năm nè, cách đây là coi như hồi khoảng năm năm chừng năm mười thôi, năm 2010 hoặc là dưới 2010 nữa đó, nhiều lắm á. Mà quý vị biết không, cái bùa này nè, 130 triệu, cái bùa này họ làm á, cái bùa này họ làm nha, họ làm bằng cái ngải cứu nè, cũng làm ghê lắm, thảo mộc thảo dược để cho nó thơm này kia, biết không, lâu lâu lâu, nhưng mà người ta nói cho cả ngàn người mua không ai có tác dụng gì hết á, lâu. Nhưng mà chị không làm, nhưng mà chị Đức làm. Chỉ làm bắt đầu lôi chuyện ra đời chuyện gia đình đó nó xong, làm cho thằng con á là coi như 130 triệu đó chị, có làm không? Làm quá được không, thành công không, ai có biết đâu à, làm biết vụ là gì thành công hay không sao mình biết được, nhưng mà làm vụ gì, cúng bái gì đó để mà giải cái gọi là giải gì đó chị, giải hạn đúng rồi giải hạn đúng rồi. Trời mà 130 triệu giờ còn tin mấy cái em đó. Nói trời ơi, tiền đâu mà làm, em đâu có tiền mà bữa làm. Nay sinh nhật chị Trang Thái Lan có mấy chục ly chè trong đó chị có cần cúng bái vậy. Hồi nãy chị uống hết mấy ly rồi. Gì đó gì mình ăn xôi nước xôi nước ngon quá trời ngon luôn. Dạ. Nó không biết là người nào nấu mà rất là ngon nha luôn. Dạ. Ngon lắm luôn. Người nào ở Anaheim á rất là xa không biết cho biết ngon. Em suy nghĩ không biết có chị phải chị không ăn chè đâu, chị không thích chè đâu, mà nãy chị ăn chị thấy ngon ghê. À, vậy hả? Chắc chị thấy em ăn ngon quá không? Ừ, thấy mình lên ăn một ly ba một đống nhiêu? Một đống chè đó có thể đi cúng giải hạn được đó chị. Dạ. Đỡ tốn 130 triệu. Cảm ơn Hạnh Vũ nha. Hạnh Vũ coi như là lúc nào cũng người em quá quà về cho mấy chị em còn tin nữa đó chị. Đây á là một cái môn cổ đó, giống như cải lương hay gì của mình vậy chị. Một cái môn cổ của Nhật Bản gọi là Kabuki. Thì nó có sân khấu rồi này kia nọ đó. Thì ngày xưa đó người ta sợ những cái người mà diễn viên nữ đó mà đóng chung với đàn ông đó, hồi thời em nghĩ là phong kiến. Thì nó sẽ có những cái đụng chạm rồi kia nọ, nó không có được hay đó. Thì người ta mới đổi thành đàn ông không à, coi như là đàn ông đóng với đàn ông giả gái. Thì coi như là đây bây giờ nó lại trở thành một cái nét rất là độc đáo của cái sân khấu Kabuki này. Nghĩa là sân khấu đó toàn đàn ông nhưng mà mấy ông giả nữ và làm rất là điêu luyện. Việt Nam mình cũng có mấy bữa diễn cái lương đó. Việt Nam cũng có nhưng mà em coi Việt Nam, em nói em không chịu cái cách đó. Có Việt Nam có thời gian, quý vị biết không, họ thực hiện những cái video cho tất cả những ngôi sao cải lương nam giả nữ và ngôi sao cải lương nữ giả nam. Coi khó chịu muốn chết rồi. Tự giai tướng giai đồ không hồn, tự nhiên tướng mà Kim Tử Long giả gái ra làm tướng rồi xong rồi cái tự nhiên cái không, cái này nó đặc biệt á, ở cái chỗ đó thoại Mỹ làm nam diễn viên người nữ mà không được cao lắm mà giống như làm không qua dây nam mà con khó chịu giống như là làm cho vui thôi, cái đó là làm cho vui thôi. Không phải, người ta cũng muốn đưa ra một cái nghệ thuật. Thí dụ như mình hóa thân thành một cái người khác hẳn của mình và khác giới tính luôn, nhưng mà mình vẫn làm được cái đó, em thấy hay chứ. Em không hóa thân mà em vẫn lộ giới tính vậy luôn. Chị thiệt đúng là. Chị Lan kể chuyện cười đi chị Lan. Nói vụ nam với nữ này nè, có một cô gái đẹp lắm.
đứng trên cầu đòi nhảy xong tự tử. Cái chàng trai đi tới nó, chỗ nhỏ này nó đẹp quá trời, mình phải lợi mình xin nó hung cho nó con cái lại về, tại nó đẹp quá chịu không nổi. Em trước khi em nhảy xong á, em cho anh hung em gái được không? Được chứ anh. Nhỏ này cho hung, hung thấm thiết lắm. Đấy mà sao em ơi, em đẹp vậy mà sao em đi tự tử uổng vậy em? Nó tại vì ba má em á, tối ngày cứ la em hoài à. Hỏi la cái gì? Tối ngày em giả gái không à. Mà nó đàn gái hả? Nó đàn trai. Đúng là hợp với bản tính này ghê. Đàn trai mà nó bận độn gái. Nó la hoài tối ngày, bắt tối ngày mà nói em giả gái, bận độn gái không à. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi luôn tiếp tục giới thiệu quý vị những cơ sở thương mại tiếp theo bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Tiếp theo là công ty Can Colorado Food. Thưa quý vị, công ty này rất là đặc biệt với những sản phẩm về trà hoặc là về những cái loại mà đông trùng hạ thảo đen. Hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị đông trùng hạ thảo đen. Đông trùng hạ thảo đen là một cái sản phẩm Black Cordyceps rất là đặc biệt, họ chế biến ra để giúp cho quý vị bằng cái dung dịch nước, một hộp có 6 chai, một chai 100ml, có 3 loại để giúp cho quý vị hỗ trợ cho 3 cái chứng bệnh khác nhau. Đầu tiên, loại số 1 sẽ giúp cho quý vị, cho những người bị say sẩm, bị thiếu máu, bị ăn chậm lớn, con nít ăn chậm lớn, hoặc những người già, những người thanh niên không còn sức lực, nói chung là bị suy nhược thể lực đó, thì quý vị dùng loại số 1. Đứng lên chống mặt, quay vòng vòng thiếu máu là uống loại số 1 này rất là tốt. Loại số 2 thưa quý vị, để dành cho những người bị yếu thận, nó trực tiếp nó bổ vào thận để cho quý vị, những người nam lẫn nữ, để không có bị hư tỳ vị phế và để cho quý vị mạnh mẽ lên, nhất là cho quý vị có một cái bộ thận mạnh mẽ để tăng cường sức mạnh sinh lý. Và cái loại này để tăng cường hạnh phúc gia đình là loại số 2. Thì quý vị nào mà bị yếu sinh lý này kia, quý vị có thể dùng loại số 2 này. Và loại số 3 thưa quý vị, dành cho những người bị bệnh ung thư. Những người bị bệnh ung thư, chúng ta cần phải có sức lực để xạ trị và hóa trị rất là đau đớn và mất nhiều sức khỏe, mất lắm và mất cái, coi như ăn được không được, ngủ không được luôn. Quý vị có thể dùng loại số 3, Black Cordyceps số 3 của chúng tôi, để quý vị có thể an tâm, có sức khỏe, chúng ta ăn được, ngủ được và để chống chọi lại được căn bệnh ung thư cần rất nhiều về tinh thần và thể chất. Cả ba loại này chúng tôi đều có tại Tân Tú Quỳnh là nơi độc quyền phát hành. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 7146127309 hoặc vào website tantuquynh.com. Việt Nam cũng có Cô Vân và Thúy Nga Paris Canada cũng có những sản phẩm này, quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi còn có những loại trà rất là đặc biệt mà hôm nay chúng tôi chỉ giới thiệu khoảng 3 loại trà thôi. Loại trà đầu tiên phải giới thiệu đến đó là loại trà tiểu đường hot nhất của chúng tôi, để giúp cho quý vị cân bằng lượng đường trong máu. Uống từ 3 cho tới 12 gói là lượng đường sẽ xuống mức an toàn để cho quý vị có thể sống được bình thường. Một hộp, một gói như vậy thì có 30 gói, thì quý vị dùng mỗi ngày một gói rất là tiện lợi và dễ dùng. Loại thứ hai thưa quý vị, đó là loại trà CH, là một loại trà loại mỡ trong máu, giúp cho quý vị đang bị cao máu, cao mỡ đó, thì quý vị có thể dùng loại này. Cao mỡ đó tức là bị mỡ trong máu, chúng ta có thể sợ bị nghẽn mạch máu hoặc là nhồi máu cơ tim hoặc là bị trụy tim vân vân, thì quý vị dùng loại CH. Chúng tôi loại một loại nữa là loại đặc biệt EP, dành cho những người bị tuyến tiền liệt sưng lên. Quý vị bị tuyến tiền liệt sưng là không có thể, nhất là những cái này là dành cho đàn ông, chúng ta không đi tiểu được và đi đứng rất là khó khăn. Đi tiểu sẽ bị xón đó thưa quý vị, và quý vị dùng loại trà EP này tuyệt vời luôn. Và quý vị nếu có căn bệnh này đừng ngại ngần, gọi cho chúng tôi với số điện thoại 7146127309 hoặc vào order ở trên website tantuquynh.com. Bây giờ chị Lan với Liên Phạm. Không, tụi rồi chị với dì với Mỹ Linh đi làm ra cái chạy tới Liên Phạm. Liên Phạm bữa đó em mua mắm ở gì? Oh. Mua nấm, nấm khô á. Em Mỹ Linh mua quá trời luôn. Mua nấm rơm nè nha, nấm cái gì? Nấm mối, nấm mối nè, rồi nấm gì nữa đó, hai ba thứ rồi, nấm hương đúng rồi. Xong rồi mua mắm chân. Em chỉ ăn ba loại. Bà chị em vừa rồi. Mắm chân ngon quá phải. Ngon quá trời, rất ngon luôn. Em bà kia rồi, bà chị em nghe tả ngon quá đó. Thì em phải order cô ở Liên Phạm đó. Làm cái gì trứng cá kho đó cho em với bà chị em luôn. Với lại order thêm cái mắm chân để đó để em. Ông Liên Phạm có hứa là làm cho ba chị em mình ba hộp cá lóc trứng kho đó. Với tặng cho mình một đứa một hộp không có lu. Xoài bắp trội ngon thiệt, công nhận đó. Mà hôm bữa giờ Mỹ Linh thấy chị Lan với lại Lu nói xoài bắp ngon lắm, mà Mỹ Linh không bữa tin. Bữa đó mà chị không chịu cũng chưa đi đâu. Chị nói chị cho, chị nói thôi chị mua cho tặng em nè. Cái xong cái Liên Phạm thấy vậy thôi tặng lại luôn. Hai người đóng kịch hay quá, ở ngoài ra ngoài tiệm Liên Phạm. Mà. Chị Liên Phạm phải cẩn thận khi hai chị này xuất hiện, coi như đóng kịch rất là hay. Chừng chơi ngại. Chúng tôi không cần phải đóng kịch, chúng tôi chỉ vô cười một cái là có quà rồi.
chị. Trời ơi, ông chồng em đó mà ổng còn coi như ăn xôi bắp đó, ổng còn khen nữa đó. Ăn ngon quá trời. Đọc đi chị. Có rồi lại giới thiệu công ty Liên Phạm, đặc sản quê nhà, Dương Sĩ và Lẻ, tất cả các loại mặt hàng đặc sản của Việt Nam như cá tươi, cá mục nắng, các loại mắm đủ các vùng miền. Gần 500 món hàng đều có sẵn tại cửa hàng của Liên Phạm để phục vụ bà con kiều bào tại Mỹ. Liên Phạm luôn cam kết chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, nhận ship tất cả các tiểu bang toàn nước Mỹ, luôn có chương trình khuyến mãi khi khách mua hàng tại tiệm. Mọi thông tin xin liên lạc 714-453-7777, 714-453-7777, địa chỉ 10495 Bosa Avenue, số 105 Westminster, California 92683, nằm trong khu phở Thìn và Hảo Vị BBQ. Liên Phạm kính mời. Quý vị ở tiểu bang cứ vào liênphạm1.com, liênphạm1.com để quý vị có thể xem xét các nhận food stamp. Và ở đây nhận food stamp nữa, quý vị có chương trình gửi qua đêm cho quý vị đến nhà tận nhà luôn, nên quý vị cứ an tâm gọi về đây. Không cần phải tay xách nách mang những sản phẩm về. Bây giờ là đến công ty, một cái công ty nữa cũng nhận food stamp thưa quý vị, đó là EBT, đó là công ty, một cái nơi mà chúng tôi lưu đến ăn mỗi ngày, đó là Lan Anh Kitchen. Lan Anh Kitchen nằm ở số 6944 Westminster Boulevard. Ở đây có bán phở, bún chả Hà Nội, mì Quảng Phan Thiết, bún cá, cơm cá hồi, được cơm các loại sườn nướng rồi này kia nữa quý vị. Và ở đây có những cái món khai vị rất là ngon, gỏi, món súp tráng miệng, có chè khoai môn, chè bắp nè, với lại cái gì đó, bánh lọt, rồi gà gì, gà lên mâm, rồi có những cái tray để cho mình party chừng khoảng chừng 10 người, 15, 20 người đó quý vị. Nó rất là tiện để cho mà mình tới đó. Và Trung Tử Lưu là một người coi như là ăn mỗi ngày đó, nó có những cái món giống như là cơm chỉ phải không? Gọi là cơm chỉ phải không? Cơm chỉ từ thứ hai cho tới thứ sáu đem nướng tự cuốn. Và hôm nay có thêm bánh món khọt, mới nữa là bánh khọt bánh xèo thì xèo. Có rồi. Bây giờ có thêm món mới là thưa quý vị, đu đủ khô bò. Quý vị có thể đặt mâm và đồng thời có thêm một món mới ăn ngay tại đó, đó là bò nướng lá lốt rất là ngon. Wow, ăn với mắm nêm. Trời ơi, sao nghe và, đã vậy? Và chả giò tôm cua, những cái món mà coi như là chất lượng đó. Bò nướng lá lốt rất là thơm nha. Bò nướng lốt ăn với mắm nêm là hết sảy luôn. Ăn mắm nêm cuốn bánh tráng bún đó ăn rất là tuyệt vời nha quý vị. Trung Tử Lưu thì không những vậy mà còn lợi dụng cái mắm nêm của họ đó để tới kêu luộc cho em rỉa, luộc cho dĩa rau muống với lại chiên khứa cá thu em ăn cơm. Mắm nêm. Em ăn cơm chấm mắm nêm bằng cơm. Em tới đây em ăn những cái món mình thích đó kêu ở trong làm. Luộc nữa, thịt luộc nữa. Thịt luộc nếu chấm... vậy tại sao em không tới cho tiện mà em về nhà nhiều khi chị thấy em nấu vậy? Không, ở nhà nấu là tự nhiên em lỡ em đi chợ mua đồ em phải nấu chứ không thôi bỏ, cứ bỏ hoài à. Mà giờ hôm bữa em mới bỏ thùng rác á, mua giá mua hẹ mua đồ đủ thứ xong cái vứt thùng rác là tự gì 3-4 ngày, 5-6 ngày cái giá hẹ nó bị ủ, nó bị hư hư hoài à, hư đủ thứ đó, hư trái này trái kia, hư là củ sắn mua, em ăn củ sắn em mua 5 lần 7 lượt mà chưa bao giờ ăn hết, cứ vứt rác không á. Em thích ăn củ sắn mà làm biến xào á, rồi cứ vứt rác không à, tự nhiên nó lên móc là em không có ăn. Nguy hiểm lắm. Và thưa quý vị, tiếp theo là xin giới thiệu đến quý vị Việt Face More nha quý vị. Tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc là một sản phẩm rất là đặc biệt của Việt Face More với giá 210 đồng một hộp. Đây là một loại tinh dầu thông đỏ làm từ lá của cây thông với tuổi thọ trên 100 năm. Tinh dầu của lá cây thông đánh tan mỡ máu, gan nhiễm mỡ, giảm lượng cholesterol trong máu, giúp điều chỉnh cân bằng huyết áp, hỗ trợ chức năng miễn dịch, làm giảm các triệu chứng cảm lạnh, ho, viêm xoang, hen suyễn và cúm, thải độc thanh lọc cơ thể, giúp đẹp da, chống lão hóa và điều trị các chứng đau đầu, viêm thần kinh tọa. 210 đồng một hộp của hãng Samsung thưa quý vị. Xin quý vị đến với Việt Face More để mua sản phẩm này. Sản phẩm thứ hai là quý vị biết là Hizen Probiotic thưa quý vị. Hizen Probiotic là một sản phẩm dành để bổ đường tiêu hóa. Nó là sẽ cung cấp cho quý vị những cái men vi khuẩn tốt trong cơ thể để áp đảo những con vi khuẩn xấu trong cái đường ruột, có thể giúp cho quý vị, nó có thể gây cho quý vị những bệnh ung thư dạ dày, trực tràng, bàng quang, tuyến tụy vân vân. Và nếu chúng ta dùng cái loại này, loại bột này của quý vị có thể nhìn cái talk show của chúng tôi lưu với những người Hàn Quốc đó, của công ty, thì quý vị sẽ biết nó ngăn ngừa nhiễm đường ruột, nhiễm trùng đường tiết niệu, ngăn ngừa tiêu chảy do chứng không dung nạp đường lactose, giúp ngăn chặn chứng trào axit từ dạ dày, thải độc tố, cải thiện chức năng gan, cải thiện làn da, giảm béo phì, béo bụng, giảm cholesterol, giúp giảm dị ứng trong thân thể rất là nhiều thưa quý vị, nhất là những cái căn bệnh như mề đay hoặc tối ngủ ngứa vân vân, chúng ta cũng có thể dùng cái loại này, là nó giúp ức chế tế bào gây ung thư các loại ở đường tiêu hóa. Một hộp là 150 đồng, một hộp 150 đồng thưa quý vị. Và sản phẩm tiếp theo của Việt Face More đó là cái Hoàng Bổ Đáng thưa quý vị, Hoàng Bổ Đáng 60 viên của Việt Face với hình hai con phượng thưa quý vị, gồm có 60 viên. Nó cũng có tác dụng như là An Ngư Hoàng Cung, giúp cho quý vị chống đột quỵ, giúp ngăn ngừa đột quỵ, giúp cho quý vị chống mặt, nhức đầu, rối loạn tiền đình, say sẩm vân vân.
và đau các gân trên cổ vân vân, chúng ta có thể dùng loại 60 viên này của hãng Samsung. 60 viên có nghĩa là cái dung lượng thuốc trong này đương nhiên nó sẽ nhẹ hơn các loại 30 viên và giá chỉ có 300 Mỹ kim. Quý vị có thể liên lạc với Việt Facemall, thưa quý vị, liên lạc với Việt Facemall với số điện thoại hiện trên màn ảnh và vietfe.net để mua cái sản phẩm này, thưa quý vị. Bây giờ thì chúng tôi luôn xin giới thiệu đến quý vị cái Esaracu. Esaracu là một sản phẩm của công ty My eShopping, cũng của thuộc công ty Vietfe TV, thưa quý vị. Đây là một sản phẩm rất là đặc biệt, nó có gồm có 4 cái sản phẩm riêng biệt mà quý vị có thể mua chung, có thể mua riêng, có thể xài chung luôn. Đây là một bộ Esaracu, thưa quý vị, đầu tiên là bộ Esaracu 380 với giá 240 đồng, gồm có 6 chai tế bào gốc làm bằng cuốn rốn của trẻ em, làm bằng cuốn rốn của trẻ em và trứng cá hồi cũng như cỏ hổ, trái sung, trà xanh vân vân, giúp cho quý vị giúp phục hồi tái tạo làn da, giúp màu da trắng sáng để nhìn trẻ trung hơn, sẽ kết lỗ chân lông và nâng cơ kích thích sản sinh collagen để giúp da săn chắc lại, giúp da giữ độ ẩm và căng bổng. Lúc đó thì chúng ta có thể dùng cái loại nữa là Deep In Night Cream. Chúng ta không cần loại này thì 65 đồng, thưa quý vị. Khi xài loại này chúng ta không cần phải làm công nghệ lăn kim, mà cái loại này nó có một cái loại, có một cái lớp trên mặt gọi là vỏ san hô để giúp cho quý vị thay thế lăn kim, lăn nhẹ trên da, giúp cho da thẩm thấu kem vào da ngay lập tức, giữ ẩm cho da, truyền dinh dưỡng vào da trong lúc ngủ, giúp phục hồi da, tái tạo làn da, kèm với những sản phẩm nữa là Esaracu Booster Serum. Loại này thì 60 đồng. Loại này giúp cho tỏa sáng làn da, nhìn da trong suốt mượt mà, giữ trang điểm mỹ phẩm trong ngày không bị nhờn da mặt, giữ độ ẩm cho da và tăng cường collagen. Cuối cùng là Snow Tone Up Cream, đây một loại kem lót dưỡng da chỉ có 20 đồng mà thôi. Kem dưỡng da ban ngày, thưa quý vị, giúp làn da trắng sáng hơn một bậc so với tông màu của mình, giúp se khít lỗ chân lông, nâng cơ kích thích collagen để làn da được săn chắc. Có thể dùng để thay thế kem lót trước khi trang điểm, giúp chúng ta không cần dùng mỹ phẩm make up nhiều quá khi chúng ta dùng loại kem này. Và loại này chỉ có 20 đồng, quý vị có thể mua nguyên bộ hoặc mua từng loại. Mua nguyên bộ sẽ là 385 đồng có tặng quà, và mua từng loại sẽ là cái giá như quý vị chúng tôi vừa thấy đó, quý vị thấy đó. Và với hai số phone, những cái số phone đang hiện trên màn ảnh, quý vị có thể liên lạc với công ty My eShopping để mua những sản phẩm này, và nhớ theo dõi trên Vietface TV, sẽ có rất là nhiều talk show để giới thiệu những sản phẩm của My eTV cũng như là Vietface TV, thưa quý vị. Chị Linh, đây là một cái bản tin ở Ý, quý vị. Ở Ý, một cái bà này là bà 63 tuổi rồi, mà bà coi như là đi qua bên bên Ukraine đó, Kiev á. Bà đi qua bên đó đó quý vị, bà làm cái phương pháp mà sinh đó, sinh con á. Thì coi như cũng có một lần bà bị sảy thai rồi, kiểu như là nó không có hợp hay như thế nào đó, và bà đi làm nữa. Và kỳ này á, thì nó thành công. Ở 63 tuổi mà bà sinh được một đứa con trai, coi như là dù là sinh non, mới có 31 tuần thôi quý vị, nhưng mà đều cũng đã, bây giờ là cũng đã khỏe mạnh rồi. Thì ở đây bên này người ta nói là cái kỷ lục mà cái người sinh con mà già nhất thế giới đó hiện nay là của một cái bà người Ấn Độ, đã sinh một cặp song sinh ở cái tuổi 73. Coi như là hả, em nói chị nghe, bây giờ em thấy hình như là người ta sinh cũng dễ lắm, người ta làm phương pháp thụ thai rồi này kia nọ đó, xong rồi mổ ra thôi, chứ đâu phải sanh ra đâu mà giống như nuôi trong bụng vậy, nuôi trong bụng thôi, đúng rồi, nó là cái dạng nuôi. Em thấy hình như ở Thái Lan cũng có cái dịch vụ mà để cho làm sinh con, sinh mướn cũng nhiều lắm, nhưng mà vấn đề là khi sinh con, cái này không phải là sinh mướn em, cái này sinh cho mình. Không, còn ở Thái Lan có dịch vụ sinh mướn có. Mà em thấy những người mẹ mà họ sinh mướn đó, họ sanh mướn, họ vẫn thương đứa con đó và họ cũng có người không giao đó em. Có người không giao. Có người sanh ra rồi không chịu giao luôn á. Đúng rồi. Họ khuyến luyến. Nhưng mà chị thấy không, sanh mướn thì chị không nói tới, nhưng mà chị nói cái vấn đề mà coi như là để những người mà lớn tuổi đó, họ cũng có thể có con được. Thì qua bển thử đi chị Linh. Trong đây thì có chị Lan thì bây giờ đang độc thân, em cũng đang độc thân, chỉ có chị thôi. Linh, chị có bển để sanh đi. Chị nuôi tháng. Trời ơi, mới hôm qua thằng cháu ngoại á, nó quần có chừng có mấy tiếng đồng hồ thôi mà rên rỉ, ta nói hôm nay ngồi than trời thân đất, còn em sinh ra em đưa cho chị nuôi hả chị? Trời ơi, chị nuôi có nghĩa là chị nấu ăn cho em thôi chứ chị đâu phải giữ em bé đâu. Ngày hôm qua đó là Trung Tú Lưu đã được đi dự một cái buổi, thưa quý vị, đó là một cái câu lạc bộ hát bội tại miền Nam California đã được dựng nên bởi anh Thomas Quốc Thái, MC Quốc Thái và cô Ngọc Hiền, cũng là một đệ tử của cố nghệ sĩ Ngọc Bày. Cô Ngọc Bày là người gầy dựng cái hát bội tại miền tại Hoa Kỳ này,
Và thưa quý vị, hôm qua là có anh Trần Tường Nguyên Hải Đệ đó, anh cùng với cô Ngọc Thanh mà bên một nghệ nhân bên Việt Nam về hát bội đã tới diễn và diễn một cái chương trình hát bội phải nói là hay luôn. Nó lạ chị, nó lạ, nó chị quên, nếu mà em nhắc chị là chị đi rồi, những trích đoạn chị muốn đi lắm á, những trích đoạn không chịu nhắc, nhưng phải nói vậy nè, tự vì có những người diễn hay, những người diễn không hay, tức là những người diễn nó tự vì ở đây nó còn hát, cái sức diễn em nó không hát có đồng đều hay lắm á. À, hát bội á, em hát khó lắm. Nhưng mà anh Hải Đệ là một anh Trần Tường Nguyên Hải Đệ là một người ảnh là đạo diễn phim, ảnh là đạo diễn kịch, ảnh vừa dựng kịch, ảnh học, ảnh tốt nghiệp các trường đại học của Mỹ, rồi ảnh về kịch câm, ảnh học của ông Masso gì đó coi như là nổi tiếng ở bên Pháp. Rồi ảnh làm đủ thứ và tốt nghiệp make up ở Hollywood, ảnh làm đủ nghề và ảnh diễn hát bội rất là hay, ảnh mắt cử chỉ tay này kia, và cô Ngọc Thanh diễn cũng hay nữa. Và đó là một cái hội câu lạc bộ hát bội đang cần quý vị ủng hộ nhiều lắm, và quý vị thấy họ sẽ đi diễn khắp nơi. Thực sự là để giữ cái sức hút vô hát bội rất là khó, nhưng mà đây là cũng chỉ giữ một cái nét văn hóa, và cái chủ yếu của họ đó thưa quý vị là muốn đem cái hát bội vô để giới thiệu trong các trường đại học của Mỹ. Đó, bây giờ thì chúng tôi luôn xin giới thiệu đến quý vị những sản phẩm đã bảo trợ cho chương trình Thúy Nga, chương trình chuyện phố phường của chúng tôi trong ngày hôm nay, là bắt đầu tới công ty Hát Nhân Sâm. Thưa quý vị, Hát Nhân Sâm Well Ground, chúng tôi có Hát Nhân Sâm nước, Hát Nhân Sâm bột và Hát Nhân Sâm cao cốt. Thưa quý vị, giúp cho quý vị rất là nhiều, nhất của chị Trang Thanh Lan nó bán đắt vô cùng luôn. Hát Nhân Sâm và Hát Nhân Sâm bột cũng rất là ưa chuộng, Hát Nhân Sâm nước thì có phần chậm hơn chút xíu là bởi vì nó chỉ tiện lợi cho quý vị đi du lịch thôi, chứ còn uống mỗi ngày đó thì nó hơi tốn kém. Và các loại Hát Nhân Sâm này quý vị biết hàng già chị lật đật chị uống một muỗng vô liền để có sức để mà giữ đó. Càng già càng bệnh càng yếu, càng quý vị càng uống Hát Nhân Sâm. Và Hát Nhân Sâm đặc biệt nữa là nó dành cho những người cao máu, tiểu đường và đau tim, không có uống những loại sâm khác bị nóng, bị tim hồi hộp. Hát Nhân Sâm rất là tốt, giúp cho quý vị ngăn ngừa ung thư, ngăn ngừa cúm A, giúp cho quý vị tăng cường trí nhớ và đặc biệt là tăng cường sinh lực cho những người yếu ớt. Càng yếu quý vị mà đi Việt Nam đó, quý vị uống một miếng Hát Nhân Sâm, những chuyến bay xa sang Anh, sang Úc, uống một miếng Hát Nhân Sâm của chị Trang Thanh Lan là quý vị khỏe nguyên một chuyến luôn. Có thể đem sâm nước theo. Đúng rồi. Sâm gói. Sâm nước, sâm gói chúng tôi có nhiều loại lắm. Và bây giờ đến sâm nước thưa quý vị. Sâm nước thì chúng tôi có sâm nước loại đặc biệt là loại cao cấp nhất của Hàn Quốc đó, 175 đồng với 30 gói này. Thưa quý vị, đây là hàng mới, sản phẩm mới của chính phủ Hàn Quốc đóng dấu là sâm đặc biệt nhất. Nó đặc, nó sệt sệt, nó một bao nước sệt mà chúng ta dùng rất là gọn, 30 gói thưa quý vị. Ngoài ra chúng tôi cũng có những loại sâm mới, chẳng hạn như là sâm nhung hưu để dành cho những người vận động viên hoặc là những người già, những người yếu mà không bị đau tim, không bị cao mỡ cao máu đó, thì hoặc những người thanh niên mà yếu, hoặc là những người phụ nữ mà yếu mà muốn chạy nhảy đi tới mạnh mẽ về xương, về khớp đó, về gân đó, thì chúng ta dùng sâm nhung hưu của bác sĩ Kim. Quý vị thấy bác sĩ Kim này rất là quen thuộc trong cái An Ngư Hoàng Cung mà chúng tôi sẽ giới thiệu sau đó. Đây là một bác sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc. Rồi chúng tôi cũng có những loại sâm. Đây là loại sâm 5 trong 1, gồm có 2 hộp sâm bột hồng sâm và 3 hộp Hát Nhân Sâm cao cốt. Thưa quý vị, đang có chương trình rất là đặc biệt. Quý vị mua một hộp này 700 Mỹ Kim, quý vị được tặng một hộp Hát Nhân Sâm lát tẩm mật ong. Đây là chương trình mùa Father Day chúng tôi gửi đến quý vị. Đây là hộp sâm lát tẩm mật ong để quý vị có thể đi du lịch cũng có thể mang theo. Hát Nhân Sâm tẩm mật ong, mua một hộp này được tặng một hộp này. Đó là chương trình sale của hãng Hát Nhân Sâm. Ngoài ra chúng tôi cũng còn có một loại sâm mà quý vị mấy hôm nay cũng chiếu cố rất là nhiều thưa quý vị, đó là nhân sâm, Hát Nhân Sâm tiểu đường, giúp cho quý vị uống một gói như thế này thôi, sau bữa ăn trưa là đường nó sẽ xuống, và nhiều quý vị đã mua rồi. Ngoài ra thì quý vị cũng thấy chúng tôi có một loại sâm đông trùng hạ thảo linh chi, đây là loại hot sell Hát Nhân Sâm mà quý vị đã quen rồi, để giúp cho quý vị không những bổ dưỡng gan thận da đẹp mà còn giúp cho quý vị bổ sức khỏe mà hết trị được bị nám, bị tàn nhang luôn là nhờ Hát Nhân Sâm này. Chúng tôi đã nhập thẳng từ Hàn Quốc nên quý vị không sợ rằng quý vị mua lầm sâm giả đang có mặt rất là nhiều trên thị trường. Nó cũng giống như yến vậy thưa quý vị, Hát Nhân Sâm quý vị phải mua đúng nơi đúng chỗ thì quý vị mới có được. Và chúng tôi cũng có Hát Nhân Sâm mà rễ đó, Hát Nhân Sâm với rễ sâm, quý vị có thể ăn luôn cái rễ sâm này, cũng nó cũng có những tác dụng y như vậy thôi, nhưng mà có những hình thức khác thưa quý vị. Cái hộp này thì 10 chai rất là rẻ, chỉ có 120 Mỹ Kim thôi, và quý vị có thể dùng mỗi ngày một chai hoặc là nửa chai thôi. Một ngày quý vị có thể dùng nửa chai cũng là tuyệt vời rồi với Hát Nhân Sâm. Và chúng ta có cái rễ của Hát Nhân Sâm, và cà phê sâm cũng là một sản phẩm đặc biệt của chúng tôi. Quý vị có thể uống, nó rất là thơm mùi cà phê, nó có sẵn có sữa, có cà phê trong đây rồi, nên chúng ta uống nghe mùi thơm, mùi béo, vừa thơm mà
dễ uống lắm, cái cà phê đó lắm á, cà phê Hát Nhân Sâm rất là chạy thưa quý vị. Hiện tại thì chúng tôi đang đợi một đợt hàng mới từ Hàn Quốc đi qua, là bởi vì không còn hộp nào trong cả tuần lễ này rồi, quý vị đã mua và đang đợi hàng rất là nhiều. Đó là những sản phẩm Hát Nhân Sâm. Bây giờ trở qua Tân Tú Quỳnh của chúng tôi thì thưa quý vị, điều đầu tiên chúng tôi phải nói đến đó là những loại An Ngư Hoàng Cung. An Ngư Hoàng Cung này chỉ có 10 viên để chúng ta đi du lịch, và loại này nhẹ thôi, 50 Mỹ Kim với 10 viên thưa quý vị, loại này nhẹ để cho quý vị đi du lịch. Rồi chúng tôi có những loại An Ngư Hoàng Cung khác, và bác sĩ đội nón và bác sĩ không đội nón. Đây là chúng tôi luôn có tặng quà cho chị Trang Lan một hộp này, bởi chị dùng loại này quen. Còn chúng tôi luôn và chị Mỹ Linh thì dùng loại bác sĩ không đội nón. Tất cả những loại An Ngư Hoàng Cung này nó đều chung một cái tác dụng của nó. Nó tuyệt vời là nó vậy tuyệt vời lắm, nó hỗ trợ cho người bị đột quỵ. Chúng tôi luôn phải nói là rất xin lỗi nhiều người quen mà chúng tôi luôn thấy ngã ra chết đó. Họ tự vì mình không có quen họ mà mình không có khuyến khích được họ. Họ không tin, cũng như họ ỷ y sức khỏe không dùng cái An Ngư Hoàng Cung. Chứ nếu mà họ dùng những loại này thì không bao giờ họ ngã ra, họ bị trụy tim hay là đau tim mà mất hết đó. Tự vì những cái loại này vô cùng tốt luôn, đã giúp cho nhiều người bị đột quỵ mà phục hồi lại được, và nhất cho những người bị nối loạn tiền đình, bị đau cổ, đau xương ở trên óc đó thưa quý vị, trên những cái dây thần kinh trên đầu, kêu là bị rối loạn tiền đình, rồi những người loạn bị nguy cơ, những người có nguy cơ đột quỵ, cao máu, cao mỡ, huyết áp cao vân vân, chúng ta dùng loại này rất là tốt. Với bác sĩ đội nón và bác sĩ không đội nón chúng tôi đều có đủ. Bây giờ trở qua những giây phút khác thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị dầu trị phỏng của Isabel rất là tuyệt vời, bởi vì không nơi nào có. Khi quý vị bị phỏng nặng, phỏng nhẹ, phỏng gì quý vị cũng cần phải có một cái cho nó hết bị rát, hết bị đau thì quý vị phải dùng phỏng này, nó sức vào nó hết bị đau. Ngay cả những người làm nghề wax cũng cần có cái này, một mỗi người có một chai để sức, để cho khách hết bị đau và nó mau lành da thưa quý vị. Rồi những sản phẩm tiếp theo của chúng tôi có cũng có dầu thuốc mọc tóc một liều này, một chai rất là mấy liều luôn thưa quý vị. Một chai chỉ có 70 đồng thôi, và mua 3 tặng 1. Một chai này mua 3 tặng 1. Mua 2 chai là quý vị được miễn cước phí rồi. Dùng từ 3 tuần cho tới 6 tuần tóc sẽ mọc lên, và đây của Hoa Kỳ, The Best of Grow Hair Serum. Đây là hàng độc quyền của Tân Tú Quỳnh của chúng tôi. Đồng thời chúng tôi cũng xin giới thiệu đến quý vị một sản phẩm mà chúng tôi cũng mới vừa thực hiện xong, đó là S88 thưa quý vị. Chai S88 thưa quý vị, đó là một cái chai để giúp cho quý vị về store mạch, để cho những người bị đau bao tử, đau dạ dày, bị đau tuyến thượng vị, quý vị bị stress, quý vị ăn uống ngủ không được vân vân, thì bao tử đau, bao tử rát thì chúng ta dùng S88. Ngoài S88 thì chúng tôi có D88 để giúp cho trị tiểu đường, giúp cho hỗ trợ cho quý vị giữ lượng đường trong máu, ổn định cái insulin glucose trong cơ thể thưa quý vị. Rồi L88 thì quý vị giúp cho bổ phổi, thì quý vị biết là hàng này rất là tuyệt vời rồi. Hôm nay chúng tôi đã mới về một đợt hàng mới nữa, sau khi hết thì quý vị đã có những cái lô hàng mới L88 để giúp cho quý vị bổ phổi, giúp cho quý vị tăng cường những cái sức mạnh của phổi, lọc phổi, để cho quý vị có thể chống đỡ được những loại virus đang xâm nhập cho quý vị. Rồi chúng tôi cũng có một loại K88 Plus để giúp cho quý vị bổ thận, cho những người bị yếu thận, những người bị lạnh sống lưng, bị bệnh vân vân. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều loại thuốc trị mụn nha. Rồi chúng tôi có thuốc diet super slim để cho quý vị giảm cân rất là nhẹ nhàng bằng dược thảo hết, mà quý vị giảm từ 3 đến 7 cân mà không có bị ảnh hưởng gì hết. Đây là thuốc best slim của chúng tôi, super slim, rất là đặc biệt. Tất cả những loại này đều có FDA chuẩn nhận hết. Và một loại nữa là đông trùng hạ thảo thưa quý vị, đông trùng hạ thảo phải gói là đông trùng hạ thảo extra strength với 1000 mg, chỉ cần quý vị mà uống 2 viên mỗi ngày thôi. Quý vị mua hàng nhiều chúng tôi cũng có thể tặng sản phẩm này cho quý vị. Rồi chúng tôi còn nhiều sản phẩm khác lắm, và sụn cá mập cũng là một thứ đặc biệt mà để cho quý vị mua, bởi vì 45 đồng một chai, 100 viên mà mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1. Sụn cá mập nó có tác dụng cho quý vị về cơ xương khớp, nơi có tác dụng chất sụn rồi bổ mắt vân vân, và nhiều cái tác dụng khác dành cho những người bị ung thư, những người bị nhiễm HIV uống, và những người nhiều cái chứng bệnh khác nữa mà quý vị có thể dùng để tăng cường sức khỏe. Sụn cá mập. Rồi cuối cùng chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị là những cái chai SD thần kỳ này, bởi vì đây là những cái vật bất ly thân của chúng tôi. Mỗi thứ hai chúng tôi luôn mặc đồ ngắn để quý vị thấy, bỏ một giọt hôm nay chà cho nó khô, rồi nhỏ một giọt trong đây chà cho nó khô, rồi uống một ly nước, chỉ có làm như vậy thôi. Và khi vậy thì 800% của tuyến nội tiết tố của người 20 tuổi nó đã theo vào cơ thể của chúng ta nhanh chóng bằng 16 loại dược thảo. Quý vị nhớ là 16 loại cây cỏ dược thảo, nhưng mà nó lại tái tạo ra được một cái
tuyến nội tiết tố mới, mà phải nói đây là một khám phá thần kỳ của những nhà bác sĩ, những nhà khoa học của một công ty rất là lớn ở tại Hoa Kỳ. Và quý vị dùng vào thì uống một miếng nước để cho máu nó loãng ra. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là hết mất ngủ ngay trong đêm, mà những người bị mất ngủ, tiểu, đi tiểu, ngủ không được thì chúng ta có thể ngủ ngon. Rồi chúng ta bị đau vai giống như Trương Tú Lưu bị đau vai, hay chị Lan bị đau vai, bây giờ có thể đưa tay ra sau được. Cái tay này là hồi đó không bao giờ đưa được, 4 năm mấy nha quý vị. Rồi chúng ta, chị Mỹ Linh bị dọc bẻ, rồi chị Mỹ Trang Thanh Lan bị giật mắt, rồi chúng tôi bị trào ngược axit từ dạ dày, rồi rất là nhiều người khác nữa, những người quen thân của chúng tôi là hoặc là hàng ngàn, phải nói là hàng ngàn người đã hết đau lưng, đau xương, đau chân, đau gót chân, bị gao, bị rồi bị tê thấp, rồi loãng xương, vân vân, tất cả đều rất là tốt và quý vị có thể dùng, và quý vị có thể dùng rất là tuyệt vời của chúng tôi. Xin quý vị gọi vào cho chúng tôi với số điện thoại 7146127309 hoặc vào website tantuquỳnh.com. Chúng tôi có chương trình mua 2 chai, 3 chai, 4 chai, 5 chai với giá khác nhau. Và hiện tại thì chúng tôi đang rất là khan hiếm cái mặt hàng này, thưa quý vị. Hãng cung cấp không kịp luôn. Và ở Việt Nam cũng có với số phone cô Vân. Và ở Thúy Nga Paris, Canada cũng có. Tân Tú Quỳnh xin trân trọng kính mời quý vị đến với chúng tôi để có những sản phẩm. Riêng cô Vân tại Việt Nam có thêm những sản phẩm thuốc của Tân Tú Quỳnh rất là nhiều nha quý vị. Quý vị vào website tantuquỳnh.com để xem thêm nhiều sản phẩm mới mà chúng tôi đang có, các chương trình tặng quà vân vân. Và thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào thứ tư tuần này. Xin chào quý vị.